Wow, anh Long, anh Long, cái này là cái gì mà đẹp dữ vậy anh Long? Wow, rất là đẹp luôn em. Đây là cây hoa mai giác vàng 24K của Kỳ Lân Luxury mình, để mà phục vụ cho tất cả quý khách hàng cao cấp Luxury mua, dùng và sử dụng cũng như là làm quà tặng biếu trong dịp Tết này. Và đồng thời cây hoa mai này là được sử dụng trường tồn trong tất cả các ngày luôn, bởi vì nó là cây mai, hoa mai được làm từ vật liệu đồng giác vàng. Tại sao không làm những vật liệu khác như inox, sắt hay bất cứ vật liệu nào khác mà lại dùng đồng? Bởi vì đồng là một vật liệu biểu trưng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam mình. Như em thấy là từ xa xưa đã có nền văn hóa làm như trống đồng nè, lư đồng nè, cồng chiêng đồng nè, vân vân. Thì đây là cây hoa mai vàng, có nghĩa rằng là toàn bộ thân chi tiết này được làm từ đồng và giác vàng 24K, sáng óng ánh và rất đẹp, rất thích hợp để mình trưng bày trên bàn làm việc nè, phòng khách nè, nhiều không gian khác nhau, và đặc biệt là làm món quà tặng vô cùng ý nghĩa, bởi vì đây là một cây hoa mai giác vàng mà còn phong thủy nữa. Thân cây hoa mai này là dáng rồng quyền uy linh thiêng, mang đến nguồn sức mạnh trường tồn, và sự xuất hiện của rồng chính là sự xuất hiện của những điều may mắn và tốt đẹp. Hoa mai vàng nở rộ là biểu tượng cho sự giàu sang phú quý và một cuộc sống ngập tràn may mắn thịnh vượng, và ý nghĩa của loài hoa này đã in sâu vào tâm khảm của mỗi con người đất Việt và trở thành một nét đẹp văn hóa từ ngàn xưa đến nay. Cứ mỗi đi dịp Tết về là chúng ta sẽ thấy rằng hầu như đa số nhà nhà đều sẽ sưu tầm những cây hoa mai tự nhiên nở rộ. Thì đó là truyền thống lâu rồi, thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên thành một phiên bản mới, đó là phiên bản hoa mai giác vàng một trường tồn. Và cây hoa mai này ngoài đẹp, ngoài sang, ngoài giá trị thì phong thủy vẫn là một cái yếu tố rất cần thiết. Hoa mai được mệnh danh là gương mặt vàng, nằm trong bộ tứ mộc cao quý bậc nhất trong phong thủy Việt Nam. Mỗi bông hoa mai vàng năm cánh này đại diện cho ngũ phúc, hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình.